Anh chị ơi, anh chị cô chú ơi, cứu mẹ em với. Dạ anh chị. Dạ. Trời ơi. Bà cụ bị sao vậy nè? Trời ơi, nghi là tăng xong hay đột quỵ lắm đó. Gọi cấp cứu liền đi. Dạ anh ơi, không cần đâu anh. Mẹ của em á bị lạc trong rừng nên là bị kiệt sức, với lại hạ đường huyết. Anh giúp tôi đưa mẹ tôi về nha anh. Em trai, chị có xe đậu sẵn ở ngoài nè, để chị chở mẹ con em về giùm nha. Dạ, em cảm ơn chị nha. Đúng rồi, đỡ bà cụ ra ngoài đi. Mẹ, ăn miếng bánh đi mẹ. Tôi có biết gì đâu, tự nhiên á tai bay quả gió nó tới. Ở đây ai cũng biết á, nhà tôi á là khó khăn lắm, nên á là tôi thường xuyên lên rừng hái nấm để về bán, dư một phần á thì gia đình ăn. Hôm đó đó tôi đi hái nấm ở mé rừng á, tự nhiên á đất nó sạt lở, tôi mới rơi xuống vực. Tôi cũng kêu cứu dữ lắm mà không có ai nghe hết trơn á. Nhưng mà bà cũng 70 tuổi rồi, bà làm những công việc nặng nhọc đó chi vậy? Đúng rồi á bà, mà bà già yếu rồi, xương khớp cũng không khỏe nữa, sao không ở nhà nghỉ ngơi mà đi lên rừng chi, cho chuyện này nó xảy ra nè. Dạ cô ơi, mỗi người có hoàn cảnh, mà hoàn cảnh gia đình tôi á rất là khó khăn. Thằng lớn á là nó đang nằm bệnh viện, còn thằng Út á là nó học đại học. Mà mấy cô cậu biết không, đại học thì nó đủ thứ học phí hết đó. Tôi phải ráng mới lo nổi gia đình đó cô. Bây giờ bà chỉ cần giữ gìn sức khỏe thôi. Con có quen một cái nhóm là làm từ thiện, con sẽ nhờ cái nhóm đó hỗ trợ. Đúng rồi hả bà, con có thể về xin xã. Con nghĩ là chắc sẽ xin được hỗ trợ quyên góp từ xã. Được vậy á, tôi cảm ơn cô cậu nhiều lắm. Dạ. Nãy giờ con quên tự giới thiệu, con là Thư, là chủ tịch của tập đoàn BCU. Tập đoàn của con có một cái quỹ phúc lợi và từ thiện dành cho những người khó khăn. Mà con thấy là hoàn cảnh của cô á thì cũng phù hợp với điều kiện của quỹ, cho nên chắc là hẹn cô 3 ngày nữa con sẽ đến để trao số tiền ủng hộ cho cô. Không biết ý của cô như thế nào? Trời, mừng lắm cô ơi. Tôi cảm ơn cô nhiều lắm. Cảm ơn cô nhiều lắm. Không có gì đâu cô, giúp đỡ người khó khăn là có chuyện nên làm mà. Ủa rồi cái cô gái hôm trước mà nói là hôm nay tới đây để trao quà rồi không biết có tới đâu trời. Có khi nào là quỵt không? Biết đâu hôm đó nói cho sang vậy thôi chứ thật sự là không có ý định tặng quà gì hết trơn sao? Sống ảo mà. Nhưng mà vậy là ẩu lắm á nha. Cái kiểu này là cái dạng mà sống ảo nè. Lừa người khác, hứa giúp những người hoàn cảnh khó khăn cho đã rồi không giúp. Cái cỡ này là nghiệp quật thiệt á. Xin lỗi mọi người, tôi đến trễ do kẹt xe. À, mọi người đang nói về nghiệp quật ai vậy? À, không có gì cả. Chào cả nhà. Tôi biết là cô thế nào cũng tới mà. Nhìn cô là con người trí thức, thương người nữa. Không lẽ mà đi gạt bà già vừa khổ vừa nghèo như tôi. Dạ đúng rồi cô, chuyện giúp đỡ người khó khăn như vậy làm sao con thể bỏ qua được. Đúng đúng, cô nói đúng đó. Làm việc tốt như vậy á là coi như là công đức vô biên, để đức lực con cháu sau này đó cô. Dạ. À, không để mọi người đợi lâu nữa, bây giờ tôi xin phép trao tặng cái phần quà rít từ quỹ từ thiện của tập đoàn tôi như đã hứa. Chào mọi người, tôi xin tự giới thiệu, tôi là Thư, chủ tịch của tập đoàn BCU. Hôm nay tôi đến đây để trao cho gia đình cô Lan phần quà rít từ quỹ từ thiện của tập đoàn tôi. Tôi xin thay mặt gia đình mở phần quà này.
Mày nghĩ gì vậy? Ai lừa đảo lợi dụng từ thiện chứ? Mày á, mày ăn gian nói dối á, là coi chừng tao á. Ăn gian nói dối? Ai mới là người ăn gian nói dối? Sự việc rành rành như vậy rồi, anh còn muốn chối nữa hả? Ngay từ đầu tôi đã biết rõ chiêu thức lừa đảo của hai mẹ con hai người rồi. Từ lúc bà kể chuyện bị rơi ở vực rừng 10 ngày 10 đêm, nhưng tay chân lại không hề có một vết xước nào, dù quần áo bà đã cố tình làm cho bẩn đi. Chưa kể, bà còn rất khỏe mạnh và có thể ăn được bánh, cầm ly nước chắc chắn, chứ tay chân không hề run rẩy, lả người đi, dù là phải sống trong tình trạng thiếu thốn về ăn uống trong thời gian dài. Để có thêm bằng chứng, kết luận, thì tôi cần phải biết được động cơ mà hai người dàn dựng nên vở kịch này. Quả đúng như tôi dự đoán, chính là gì? Món nợ khổng lồ của anh. Nè, tôi không thích nói nhiều nha. Tôi cho hai mẹ con bà hai sự lựa chọn. Một là trả nợ cho tao. Hai là cái nhà của mày sáng nhất đêm nay đó. Dạ dạ, có mà cậu. Tôi hứa với mấy cậu là tôi sẽ trả cho mấy cậu đủ, vừa tiền lãi vừa tiền gốc đủ phần cỡ cậu. Dạ đúng rồi đó anh. Bây giờ anh có giết hai mẹ con tôi á thì cũng không có lấy được tiền đâu. Anh cứ thư thả cho tôi nha. 3 ngày chắc chắn sẽ có nha. Mày chỉ biết ăn xong mày đi đánh bài, tiền gì có trả cho tao? Cậu ơi, hai cậu làm ơn đi. Tôi mới vừa diễn á, là cái cảnh á mà nghèo khổ rồi té ở trong rừng á, lạc trong rừng 10 ngày 10 đêm thì có cái cô đó đó, cô xưng là giám đốc. Cô hứa là 3 ngày sau á, cô sẽ cho tiền hai mẹ con. Tôi sẽ trả hết cho mấy cậu. Dạ, đúng rồi anh, chỉ cần 3 ngày nữa thôi. Lần này tao tạm tin hai mẹ con mày. Tao gia hạn cho 3 ngày nữa. 3 ngày nữa tao quay lại, không trả tiền cho tao á, đừng có trách tao ác nha. Đi. Cảm ơn hai cậu. Dạ, cảm ơn mấy anh ạ. Chính vì vậy anh mới xúi mẹ của anh cùng dàn dựng diễn nên cái vở kịch nghèo khó mắc kẹt trong rừng 10 ngày 10 đêm để tạo lòng thương, dễ xin tiền từ thiện từ mọi người. Tôi nói như vậy có sai chỗ nào không anh? À, vậy ra là hai mẹ con các người lừa đảo chúng tôi đúng không? Lừa đảo chúng tôi đúng không? Trời ơi, không thể tin được, tôi còn thương xót. Tôi về khắp xã, tôi xin tiền từ thiện để quyên góp cho mấy người. Tôi chỉ muốn nói hai mẹ con các người vậy nè, ăn tiền từ thiện á là hả, nghiệp nó quật lắm á, nghe chưa? Không biết á là mấy ngày hôm nay không biết lừa biết bao nhiêu người rồi. Tôi nói cho mấy người biết nha, ăn tiền từ thiện từ 2 triệu trở lên, cái tội chiếm đoạt tài sản của người khác á hả, là bị khởi tố hình sự đó nghe chưa? Cái này á phải đưa hai mẹ con lên phường cho đi tù. Tôi xin cô, xin các cô các cậu tha cho mẹ con tôi lần này đi. Tại vì con tôi á, nó trẻ người non dạ, nó nghe lời người ta dụ dỗ nên nó mới nợ nần như vậy. Tôi xin các cô các cậu, tôi hứa là tôi sẽ trả lại hết số tiền mà được cho từ bữa tới nay. Chỉ xin cô cậu á, xóa bỏ cái clip đó đi. Cô nghĩ là cô đang giúp con của cô, nhưng mà cô sai rồi. Cô càng dung túng cho ảnh thì càng đẩy ảnh vào con đường lười biếng, tham lam, ỷ lại. Dung túng cho tội lỗi cũng là một hành động tội lỗi rồi cô. Lần này con không bỏ qua chuyện này được. Bằng chứng đầy đủ hết cả rồi. Mời mẹ con hai người lên phường giải quyết. Đúng rồi, đi lên phường đi. Đi lên phường giải quyết. Mẹ. Đi. Thank you.